Sau cuộc gặp gỡ mới đây với ông Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản đã nhận xét Tổng thống mới đắc cử của Mỹ là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy. Sau cuộc gặp gỡ kéo dài 90 phút với ông Donald Trump tại New York, ông Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật Bản, đã phát biểu trước báo chí về vị Tổng thống mới đắc cử của Mỹ. Theo ông Abe, ông Trump là một vị lãnh đạo đáng tin cậy. Mặc dù lịch trình bận rộn nhưng ông Trump đã dành thời gian để gặp gỡ tôi. Chúng tôi đã có cuộc thảo luận thẳng thắn trong một bầu không khí vô cùng ấm áp. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết cuộc thảo luận ngày hôm nay với ông Trump, nhưng tôi tin không có niềm tin thì sẽ không có đồng minh. Sau buổi gặp gỡ, tôi tin ông Trump là một nhà lãnh đạo có thể tin tưởng. Ông Abe kỳ vọng cuộc gặp gỡ với ông Trump sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa Nhật Bản và Mỹ. Thủ tướng Nhật cũng cho biết, ông và Tổng thống mới đắc cử của Mỹ sẽ có cuộc gặp khác để bàn luận sâu hơn về các vấn đề. Thủ tướng Abe và nhiều lãnh đạo của châu Á khác đang rất lo ngại về những tuyên bố của ông Trump trong giai đoạn tranh cử. Trong đó, ông Trump cho biết, nếu đắc cử sẽ đề nghị các nước đồng minh chi trả nhiều hơn để được Mỹ giúp đỡ về các vấn đề quân sự, và đe dọa sẽ chấm dứt Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP.